Xin chào anh em yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2018 nhé. Vườn lan Cường Huệ thì có những cái mặt hoa nó đang nở ấy, thì cho mọi người ngắm nhé. Đây phi điệp này. Đấy. Vườn mình bây giờ là rất nhiều hoa luôn. Đấy, làm một giò đùi gà rất đẹp luôn. Đang nở rộ này, long tu xuân này, hoàng thảo vôi này. Đấy. Hoa rất đẹp luôn. Đây là long tu xuân nhé mọi người nhé. Hạc vĩ lầy trầu. Đây, long tu đá tím này. Đây, hạc vĩ lầy trầu nhé. Vườn nhà mình hạc vĩ đang nở rất rộ, chuẩn bị tàn. Đây, kèn, hoàng thảo kèn. Hạc vĩ lai châu thì cái hoa nó rất dày, cánh hoa rất đậm đẹp. Cực đẹp luôn. Mởm ra mơn mởn rồi nhé mọi người nhé. Dãy hạc vĩ, năm sau rất nhiều hạc vĩ để cho mọi người sơ chơi. Đây, long tu tím này, mọi người xem một giò long tu tím này. Quá đẹp luôn. Đấy, long tu tím ấy mọi người. Thơm, thơm đứt mũi luôn. Cái loại này nó tím nhỉ. Đây chọn toàn những cái thân dài ghép hoa nó đậm luôn. Đây này hơi yếu, dàn đúng rồi. Loạt dưới là long tu tím. Long tu năm nay nó tím thật đấy. Mình xuống thì cho mọi người nhìn nó rõ hơn. Long tu xuân. Mười một giờ lại bắt đầu ăn cơm đấy. Phi điệp này, phi điệp tím này. Khu này nở rộ là trầm đắc lây.
Long Tu Xuân đẹp thật. Đây cái giò u lồi đi hội mà bây giờ cũng chưa tàn này. Wow. Giò u lồi đấy, u lồi đi hội của mình ấy. Chuẩn bị sắp mùa hoa sắp tàn hết rồi. Đây hài nha mọi người nhé. Ta gọi là hài kim hay sao? Rồi ok, đây là những cái mặt hoa ở tại vườn em nhé. Đang cho nở rộ rất nhiều nhé. Rồi mời cả nhà ngắm nhé. Chúc cả nhà mình ngon miệng buổi trưa nhé. Xin chào mọi người.